Một lời chăn chối của người vợ U40 với người chồng U70 tại An Giang khiến người xem phải tá hỏa và xót xa trong lòng khi biết được sự thật. Thì câu chuyện như thế nào? Quang Linh xin mời quý bà con cô chú anh chị hãy đồng hành cùng Quang Linh trong đoạn clip ngay sau đây ạ. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Ai mà thương mình đâu, nữa mình chết cũng lắm hai bàn tay trắng. Nó mơ ước được cái gì đó rồi có bắt gì đó để lại cho con. Rồi sau này nó có chồng là nó để lại cho cháu. Vậy đó hả? Thì chỗ nơi có nương tựa cho nắng che mưa. Chị mơ ước là có gì. Có chào thảo bượng cho chị, tại vì chị có nói gì với ổng rồi, chị có chối ổng trước rồi. Vậy? Cô á. Chưa chứ thằng chối rồi. Có trước rồi. Còn trẻ không chết luôn, chối gì chối tại trời. Tại vì bệnh của chị là bệnh cô là bệnh tim. À. Máu nhỏ tim. À. Ừ. Chưa giờ có chối rồi. Chối rồi vậy nó sau này em nếu không phan, bây giờ vậy nè. Là cô chối là chú có nghe rồi đúng không? Là sao chú kể con nghe này. Thì chối nữa có mất thì ở vậy nuôi con đi thì đừng có bê bớm với ai chứ. Ừ. Nói gì đâu. Có chỗ thờ quận. Vậy đó hả? Chối thì cái chuyện bình thường rồi, là mắc để cho ở chăm con nha. Mà cái câu đừng bay bớm với ai là sao không lấy người khác hay gì? Đâu có bằng lại với, đâu có bằng vợ mình với ngày xưa. Nhưng mà đề cặn đau ốm bệnh hoạn cạo gió cạo mấy. Hoặc là đi đường á, với là đi chơi đến mỗi giờ mỗi cặn quá nó rồi. Cũng khi mà ngủ bằng đêm á kêu giật cái vụi ông cho ông thức. Nó hỏi có ông có nhức cái giò không, tại ông lội xa, ông đi giấc ngủ với mình. Vậy đó hả? À. Lội xa quá, có mệt mỏi hay không, mình kêu ổng, ổng hớ kìa, mở mắt ra hứ. Vậy đó hả? À. Giận quá, tán cái bóp, mở mắt ra. Trời ơi, tình sao tối ngày tán cho chú hoài vậy? Tại vì kêu ổng cái gì cho bạn cạo giò, cạo cảnh cho ổng á. Mình còn chỉ có sức lực, mình còn mạnh, phải gắng lo cho ổng. Sau này vậy là mỗi tối kêu lại cho con cái này kia rồi nó nhớ sau này ổng có nhớ mình mãi mãi, mình nếu mình có lâm chung đi nữa mình có theo ông theo bà nữa nữa ổng nhớ là cái hoàn cảnh của mình vợ con cậu tạo tay chân mình mẩy. Vậy là mỗi đêm hay kêu ổng thức chứ không phải khều ha, không phải kêu thức có ổng có bệnh hoạn thì cái cạo gió cạo mấy ổng rồi sau này là mình có mắt sớm theo ông theo bà sớm á. Có chỗ nơi mình thờ phượng. Dạ. Yeah. Cho con gái nó thờ nó để tang cho mình. Giờ chú đàn con hỏi chút xíu nè. Là hồi nãy cô nói là chăn chối là kêu chăm con thì đúng rồi. Là kêu đừng có bay bớm. Đừng có bay bớm là chú nghĩ sao? Sau này là con nói gỡ lỡ sau này mà nói cái lời chăn chối thành hiện thực hay gì đó thì chú sao? Nói sao thì làm y vậy. Y vậy. Chứ mình không có muốn đâu. Mình không muốn lấy vợ nữa. Ví dụ như bây giờ cô cho phép chú lấy thêm một vợ nữa, chú dám lấy không? Không. Hả? Sao có không cô? À, không đâu, chứ cũng sống với con cái gì vậy đó. Sau này mất tình thương con thôi. Nếu mà có lấy vợ đi nó chăng đi nữa, sau này mà em mà sau này cô có mất á, ông lấy vợ nữa thì đâu có bằng vợ mình hiện tại giờ. Vậy đó hả? Đúng rồi. Dạ, hiện tại giờ mình nữa nè, cũng có trách nè, đau ốm bệnh hoạn có nhau. Đúng rồi. Đó. Cái gì á, đi giấc mũ, này kia kêu chừng chừng trên bờ, sợ xe cái nó buồn ngủ quá, không buồn ngủ quá, ghé quán uống nước đi, lũ vô uống đại nó đi. Có tiền trong mình, không biết bất hạn luôn, bao nhiêu mình không được, có 10 ngàn hoặc 20 ngàn, ghé uống nước, đi về ngủ. Vậy là mỗi lần mệt lụm như chai mệt quá thì không cho ông lụm nữa. Cái đem về kêu uống nước rồi đi về, không cho lụm nha. Nói nữa. Chung là mình thương chồng mình là không có ngày nghỉ ngày vậy đó. Vậy là bây giờ là mình có chiếc xuồng mình đi rồi, là mỗi một ngày mình lụm xong là ngày hôm sau mình nghỉ. Nghỉ rồi bắt đầu cách hai bữa mình đi một bữa, cách hai bữa mình đi một bữa vậy đó. Rồi con gái cái này học sao rồi? Vẫn giỏi chứ hả? Vẫn giỏi, cũng khá. Vậy bữa con quên hỏi là con gái đi học đi ở cái trường gần đây không? Trường Sóc Bên nè.
Chừng như này nè, lát nó cưng chạy ra là cưng tới cái trường đó. Khỏi coi xanh chút xíu. À, cái hướng này ha. Ừ, hướng này nè. À, bên đây thì ruộng lúa không à, chắc ngoài chợ ngoài kia quá. Thì dạ, cặp nó lộ. Cặp cho có coi xanh chạy xuống chút xíu rồi dầm bên tay bên đây nè. Rồi con bé đi đi học là nó đi học bằng cái công cụ gì? Chạy xe máy. Chạy xe máy, xe máy muốn hư nữa kìa. Vậy đó ha. Cái xe đạp á, nhiều khi nó lật cái, nhiều khi nó xe, xe máy thì sao? Cái xe quay hay là chiếc xe tay ga hay là chiếc xe gì? Xe đạp mình. Xe đạp mình á. Xe đạp mà người miền Tây mình gọi là xe máy. Ừ đúng rồi, là chiếc xe đạp. Ừ. Rồi nó bị hư sao mình không hư cái gì sửa đi. Để bé nó đi rồi lá dọc đường nó đứt sên đứt gì rồi sao? Sửa giờ chỉ có tiền đâu mà sửa, nhưng khi về có tiền thì sửa, nhưng lo ăn học nó muốn chết chị rồi. Vậy đó hả? Kệ cho nó học lại đỡ đi đi. À. Nó cũng quan năm nó cũng nghỉ rồi, nó học lên lớp 9 là nó nghỉ rồi. À. Nó hết lớp 9 là nó lấy bằng cấp là nó nghỉ rồi. Vậy đó hả? Nó nghĩ rằng nó kiếm sợ nó đi làm nó phụ mẹ nó nói nha. Con lớn lên con nuôi mẹ, nuôi với ba, là con nhớ ơn ba mẹ. Nói tao còn sống á, tao lo cho mày. Mày chết nữa rồi nữa sao với ba mày chết sớm á, ráng nuôi. Sớm nhau là con ráng ở với người ta đàng hoàng. Ừ. Nữa có chồng đi là ở với người ta đàng hoàng. Rồi hồi đó hai ông bà sinh bé là sao không sinh, lúc đó đang còn trẻ sao không sinh thêm một bé nữa? Chị mổ trai, mà, con gái. Chị mổ đứa này nè mà. Mổ, chị mổ mà. Vậy đó hả? Mỗi tưởng là chết không là tiếp hơi không đó. Vậy đó hả? Bởi vì giờ khó chị sinh sợ khó là chị sinh khó đó rồi chị đâu có đẻ nữa. Chạy gì tiếp hơi không mà trong bệnh viện là tiếp hơi chị đó. Ừ. Vì, đẻ nó hăng là bắt đầu người này hỏi sinh kia hỏi sinh rồi đó. Sinh? Đứa sinh đó. Họ mới đẻ ra là còn trong lòng mẹ ra liền là nó hỏi sinh là cây vàng đúng luôn. Chứ 10 triệu luôn mà chị đâu có cho. Đó mình nghĩ sao mà mình không cho, có thể kể câu chuyện cho con nghe được không? Tại vì có người quen á, nói đừng có cho đi, cho đây uổng cuộc đời nghe, mà hối hận không kịp. Dạ, vậy đó hả? Con nuôi nó đi, tới lớn đi rồi nhờ. À. Có chở mày đi đây đi đó, hoặc đi cúng lại, hoặc đi chùa, đi chiền cũng có nó. Ừ, bởi vì phải đó mình cho là bây giờ hai ông bà sống cô đơn một mình rồi. Bây giờ chị đâu có cho đâu. Ừ. Bây giờ gái giờ chị nhờ rồi. Ừ. Ngoài này mát chị quá ha cô. Dạ. Mát, gió mát vậy hai ông bà ra đây phải. Ở đây là cái trời ơi quý bà con thấy cái cây mít này nãy giờ Linh thấy cây mít nhìn trái ở đâu mà giữ trái vậy. Cây mít này là của ai chú? Của đất này. Có đất này. Đất này rồi mình có quyền mình bẻ được không? Được. Được. Vậy cái đó. Nó rụng xuống mình lụm. Vậy đó hả? Rồi mình bẻ cũng được. Vậy. Trời ơi quá trời ơi. Bà quý bà con ơi cây mít gì nghe có mấy trăm trái á. Trời mình bẻ cũng được. Vậy đó hả? Rồi mỗi lần hai ông bà có ra đây bẻ mít chín không? Có. Dễ hết lắm à. Đâu có ai. Ít ăn nè. Đâu có ai la đâu ha. Không ai la, không có ai là gì mà tại không có bẻ ăn. Vậy đó hả? Chưa tại vì đi giấc mũ tối ngày thì ai không rồi mà bẻ ăn ở dưới kìa ta cũng cho cái mít người quen kìa. Vậy đó hả? Còn không ăn nữa nó cho mít thái nữa đó. Mà nó hơi tôi đi làm quầy mình à. Tôi đi là tôi nói thôi chị ơi để nó đi bữa nào tôi lên nè tôi lại tôi lấy ăn. Nó nói thôi tôi giờ tôi đi giấc mũ rồi bà, tôi không có rảnh ở nhà đâu mà tôi trẻ là ăn đâu. À, bữa đó là con đến mà con chưa có hỏi chú Đàn là người thân của chú Đàn mình là còn đông không chú? Là ở đâu chú? Ở bên tôi còn có bốn anh em mà. Ở đâu xa đây không? Trển á, trên nhà bàn chú. Nhà bàn? Ở trển có chồng có vợ hết đâu. Rồi, những người lớn tuổi dòng họ của mình còn nhiều không? Hết rồi, không còn ai nữa chú. Rồi mấy anh em có qua thăm chú đâu không? Không, ít lắm. Ít lắm. Có giúp đỡ mình được cái phần nào không? Không luôn, không có giúp được cái gì. Ừ. Vậy đó hả? Cũng đủ ăn đủ sống vậy thôi, có giúp gì được. Rồi ở bên cô thì sao? Bên cô thì bên, anh em đồ... Bên cô hắn là chỉ có là ông anh á, là ông lần ông ấy với anh em này nè. À. Ông nói á, là ông nói mày xuống chi vậy, xuống rồi mày khổ lắm mà mày mới xuống đây. Đó. Nói giờ chị nó, cô nói á, là chị nguyện minh tâm luôn.
Không nói gì ổng là cái gì chứ. Chị hận tới chừng nào mà ổng chết rồi chị mới xuống. Ổng còn sống là không có xuống, ít xuống. Vậy là còn mỗi con người anh đó thôi đó hả? À. Còn cái ông ở trên cầu số 5 tỉnh là cà tao thức chết nữa kìa, chưa có tiền đi nữa kìa. Tính lụm hết bữa rồi có tiền rồi đi lên, nó kiếm 100-200 rồi đi lên ổng nữa đó. Đi thăm ha. Đi thăm ổng nữa đó. Vậy là tất cả là cô có bao nhiêu người anh em? Tất cả là có cô là 5 người mà chết hết người. Người thứ ba ở trên miền. Người chết người. Là cô là Út hay gì? Út có trong gia đình. Vậy đó hả? Út luôn. Được bệnh cho ngày càng nhiều. Thì chú đàn mình đó là có hay mà uống rượu không? Không đâu. Mình biết uống không? Không. Không hả? Hồi đó giờ chú đàn có uống rượu không con? Không. Không luôn. Tính đâu có uống rượu rồi là cô mới quạo mà nãy cô mới đánh hở cái quạo là đánh chú vậy đó hả? Là kêu vô uống cô tao có uống đâu. Không. Lúc đó con uống không uống. Ai uống làm đi. Từ hồi đó giờ là mình không có uống luôn ha. Không. Kêu không có vô. Trời ơi. Vậy là người đàn ông quá tốt và người đàn ông mẫu mực cho nên là cô mới thương đúng không? Trời phải vuốt cái trên cái đầu của chú là cái chỗ ấy đó hả? Ừ. Có cạo râu không? Chưa cạo cho ổng nữa nè, cho ổng cạo mà ổng. Vậy nè, rồi mỗi lần thương ổng là làm sao? Vuốt vậy đó hả? Vuốt vậy nè. Ôi ơi. Bên ngoài là con nghĩ con vuốt ghét rồi chứ mới móc rụng hết luôn quá. Cho rụng luôn chứ thành ra là chọc luôn. Vậy đó hả? Dạ dạ. Dữ hung quá trời hung nè, nó rụng hết trơn nè. Mỗi lần là thương ổng là vuốt rồi hung vậy đó, hung sao? Hung gì nè. Trời ơi, rồi có hung trên đầu không? Không luôn. Dạ. Trời ơi. Hai ông bà tình cảm quá trời luôn. Có khi nào mình trước mặt người khác mà con không có quay mình bày tỏ tình cảm như vậy mình có ngại không? Có ngại gì đâu. Ngại gì vậy? Con đang quay đây nhiều người xem nên còn không ngại nữa mà. Chú có ngại không? Đâu ạ.